Bà chủ chăm chỉ thế. Ông chủ đã chăm rồi, bây giờ bà chủ này cũng chăm thế nữa thì. Đi đâu hết. Nói câu hay thế chứ. Em chưa nghĩ ra câu đấy, anh đã nghĩ ra rồi. Sợ thật, nhanh thế chị. Gian được lo hỏng chồng đấy, chồng được cả đôi. Thế còn gì bằng. Gian được lo hỏng chồng, nhà này chồng được cả đôi.